Cơ quan Dịch vụ Y tế Ukraine hôm 19 tháng 7 cho biết có ít nhất 3 người thiệt mạng trong vụ không kích của Nga vào tòa nhà Mykolaiv. Theo truyền thông địa phương, 8 tòa nhà, một trường mẫu giáo, một sân chơi ở Mykolaiv đã bị tên lửa của Nga bắn trúng, Liên quan đến cuộc điện đàm của ông Trump và Tổng thống Ukraine, cựu Tổng thống Mỹ cho biết cuộc gọi rất tốt đẹp và cam kết sẽ thúc đẩy chấm dứt xung đột giữa Kiev và Moscow bằng đàm phán. Tuy nhiên, trước đó, trong bài phỏng vấn với Reuters vào năm ngoái, vị cựu Tổng thống Mỹ này cho rằng Kiev phải nhượng bộ một phần lãnh thổ để đạt được thỏa thuận hòa bình. Về phần mình, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã chúc mừng ông Trump trở thành ứng viên của đảng Cộng hòa, đồng thời lên án hành động ám sát ông Trump hồi tuần trước. Tính đến hiện tại, quân đội Nga đã chiếm khoảng 20% lãnh thổ Ukraine. Các lực lượng của Moscow đã giành được nhiều thắng lợi ở phía đông đất nước dọc theo mặt trận dài 1.000 km kể từ khi chiếm được thành phố trọng điểm Adivka vào tháng 2.